Và trong video phần này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách update firmware cho đầu receiver. Như các bạn thấy ở đây thì mình có hai thiết bị chưa update và một thiết bị đã update rồi. Thì để update cái phần mềm thì chúng ta sẽ bấm vô phần một ba chấm. Chúng ta sẽ chọn phần update device. Thì sau khi bấm vào thì thiết bị sẽ báo chúng ta có hai thiết bị chưa update. Chúng ta sẽ bấm vào phần thiết bị và bấm vô mũi tên chỉ lên. Sau khi bấm lên chỉ lên thì thiết bị receiver đang update sẽ hiển thị đèn xanh và các bạn sẽ phải giữ điện thoại ở trong khoảng cách nhất định với thiết bị receiver. Và báo rằng điện thoại chúng ta, nếu điện thoại chúng ta dưới 50% pin thì chúng ta phải sạc pin cho điện thoại. Và cái vấn đề này là tại sao chúng ta phải sạc pin cho điện thoại thì mình sẽ giải thích rõ hơn ở trong cái phần như thế này. Trong quá trình update, ví dụ như đây cái đầu receiver đang update, lỡ như có sự cố xảy ra, ví dụ là chúng ta sẽ mất điện hoặc là chập chờn hoặc là hệ thống có vấn đề trục trặc đang update thì bị cúp điện, thì ngay lúc này ngay trên phần mềm sẽ báo là update fail, tức là các bạn đã bị thất bại trong việc update. Thì điều này các bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Chúng ta chỉ có cấp nguồn lại cho cái đầu thiết bị receiver và chúng ta bấm OK thì cái việc update nó sẽ vẫn lại tiếp tục trở lại. Do đó cái thiết bị quan trọng của mình là cái điện thoại của mình là phải giữ nguồn để luôn giữ cái kết nối với đầu receiver tiếp tục update. Và sau khi kết nối lại với cái phần cái thiết bị receiver lên nguồn trở lại thì ở trên ứng dụng nó sẽ báo cái phần thiết bị hồi nãy đang update nó bị lỗi, thì chúng ta sẽ bấm vô cái mũi tên tiếp để cho cái phần mềm kết nối lại với cái receiver và quá trình update sẽ bắt đầu. Và sau khi chúng ta update xong thì trên đầu receiver đèn báo data sẽ chớp liên tục. Và sau khi ngưng chớp thì thiết bị sẽ tự động khởi động lại. Và trên phần mềm ứng dụng báo là chúng ta đã update thành công firmware mới cho thiết bị. Vậy là mình đã hoàn tất việc update firmware mới cho cái đầu receiver. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.